Nói chung là ông sai cá chép gì cũng cần túi ni lông đúng không? Mà bây giờ túi ni lông hiếm lắm. Mấy ông thấy, ơi nãy giờ tao câu gần đầy người tới nơi rồi mà còn chưa có một cái túi ni lông nào nè. Hôm nay mình sẽ cố gắng làm thật nhiều đèn trung thu để làm cho các bạn. Vừa mới nói được một cái má hiểu luôn. Một cái mà phải 2-30 cái mới được. Đăng. Học hành cái gì, lõi nhất hết cả đầu. Giờ chỉ có là chân ái. Wow, cảm ơn homie. Lại đây. Rồi, cảm ơn homie nha. Phải chờ món quà từ chị nha. Đấy à, cũng có lại được. Có chứ. Được, quá nhờ. Mọi người ơi, homie mới cho chị 2-3 con sao biển. Ê nhái. Với lại bao nhiêu con? 23 con với lại mấy chục cái bịch ni lông á. Trời đó. Anh Hùng Mi dễ thương rồi, chửi anh Hùng Mi đi. Hôm qua tao công khai tao sắp cưới Hùng Mi rồi. Nhưng mà Hùng Mi kêu là nó sắp nó đi làm viện trưởng nên nó không có cưới được. Chưa ăn gì đúng không? Nó hết cái cốp đi. Hết cốp hả? Wow. Trời ơi dễ thương quá à. Ủa? Lấy được hết luôn hả? Nuốt hết đi. Yeah. Dễ thương quá à. Cô tiêu quá à. Đúng là Tết Trung Thu. Là Tết Thiếu Nhi. À chà chà, phải mua nước ngọt cho Nhi nữa. Có khi là công an đang rã ở trong luôn á. Trời ơi, rã cái xe gì mà to chà bá lửa vậy? Đá xe có lâu không? Bình thường đá xe thì mất bao lâu? Đá cái xe gì mà to dữ vậy ông nội? Chưa đến 1 phút, tầm 45 giây đấy bạn. Rồi mình đá xong cái xe xong rồi mình còn chạy nữa. Mà mình đá xe là mình bị báo về hay sao? Không bị báo, cảnh sát đi tuần qua thấy. Nghe cứ như một bản nhạc buồn. Dạ sớm quá. Quay sát chị ơi. Rồi xong. Chạy lần trước rồi chị ơi. Tha cho em đi anh ơi. Bị chích điện rồi. Ây da nè. Trời ơi. Rồi. Trời ơi sao mà ai da gõ hẹp vậy? Trời đất ơi. Trời ơi, thấy cái giây phút anh sốt, anh chích điện ra bên cạnh là tao muốn gớt nước mắt rồi, trời ơi. Đấy, bánh bé 2k5 mà phát 2k cũng như không. Mình làm thì, ý là làm thì làm chứ còn không thì mình đi đi. Tao cũng cảm thấy khó thở quá. Xong rồi cứ chạy thẳng ra bãi cá nha. Chấm sẵn đi, bây giờ tao ra nè. Bánh. Đi, không được gì hết, chạy đi. À, được bánh thập cẩm rồi. Được bánh nướng thập cẩm. Thầy ơi! Sao? Thầy có đi với chị gái không vậy thầy? Sao? Thầy dẫn đi đâu nhà lấy bánh trung thu được không thầy? Trời ơi, cái bánh nó giờ ế lắm rồi, không ăn gì đâu. Nhưng mà ý là chưa bao giờ thấy á. Thầy lấy tặng mỗi đứa một cái nè. Trời ơi! Cũng được thầy. Thầy cho mỗi đứa một cái bánh trung thu nè. Hai đứa hai cái matcha nè. Yeah! Trong cốc xe đạp á. Wow! Cảm ơn thầy. Biết cậy với mọi người, biết cậy ông hồi thầy lấy xe đạp đi thầy. Đi ra là cậy ông hồi luôn. Đúng. Nhà đông vậy, đi. Thanh tịnh cho đời bình an. 1, 2, 3, cậy. Ông già Noel à, bọn con đang rửa đồng hồ. Ông già Noel ơi. Đi thẳng một hướng nha. Noel này, đi. Không có quà.
cứ chạy đi, cover cho đi, đừng sợ. Ai? Đi đâu về đâu? Phải, 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 phải. Chạy đi, cứ chạy đi, chạy đi, để thầy bảy sau cover cho là được. Cắt đi lượt, cắt đi lượt, cắt đi lượt. Đang cắt đường lượt này, đường cắt đường lượt này. Đây, đây, đang thấy rồi, thấy không? Dừng lại đi, dừng lại đi, con ngồi. Dừng lại đây, con Tấu Hồng ơi. Không, không thấy. Dừng lại đây, rồi, trời ơi, bao nhiêu người không được mà cứ được tôi vậy. Ra, ngay đầu cầu bán cá có một chiếc cảnh sát bốn người, bạn chỉ ai? Chết rồi, chị Tiểu Hồng ơi, tức là Tấu Hồng đứng lại. Tấu Hồng đứng lại. Ây da, ây da. Ui, dưới cây. Đắp người ở 64. Trời ơi. Cảnh sát qua được chị Tấu Hồng rồi. Hay quá. Đi đường nè. Mẹ đang đâu mà? Rồi. Trời ơi. Ủa, bán thành công có báo công an không? Không mà. Bạn bao nhé, thôi thôi thôi. Ui da. Vậy là mới bán được ra nhiều đúng mà. Anh đứng bán đúng, anh đứng bán, anh bán đúng mà. Giờ còn ra gì không? À, ra được 130 tiền. Trời đất ơi. Mẹ con này có lấy không? À, được bánh dẻo đậu xanh rồi. Yeah. Wow. Ủa? Đỉnh gái. Anh được bánh dẻo đậu xanh rồi. Bán cho mẹ với. Bán cái là ra bánh dẻo đậu xanh à? Ủa, bánh dẻo đậu xanh đi. Sao để bán được? Mẹ bấm F1 lên, xong rồi mẹ bấm cơ bản, xong nó có cái đứng bán á, mẹ thấy không? Xong nó sẽ hiện lên F1 đứng bán, xong rồi ấn cơ và bán. Bạn đứng bán, nhưng mà mẹ phải đi một vòng, mẹ thấy đứa nào mà nó nhìn tới mẹ á, mà kiếm mấy thằng nào đang hút thuốc á. Mà coi chừng nó báo công an, đi xe đạp đi. Bây giờ còn thiếu nhân khoai môn nữa đúng không? Ừ, nhân khoai môn nữa thôi. Khoai môn là từ gì ta, lâu nhà hả? Dạ không. Đồng hồ. Đồng hồ, cái nhân khoai môn nó khó kiếm lắm, đồng hồ á. Không có đáng cái công sức mình đi làm á, kiểu bị hời hợt á. Tụi bay bị máu em mờ à. Phản ứng khi được người khác tặng bánh là nghĩ sời có gì đâu, nó còn tặng cho đầy ân hà. Mẹ ơi, con có một cái bánh khoai môn nữa rồi. Đi ghê vậy. Tăng tỷ lệ rồi. Tỷ lệ thì mà cậy phát là ra được luôn vậy. Tỷ lệ cũng phải vừa đấy chứ. Không có biết đâu. Nhưng mà nó cũng chỉ cầm. Còn đây con đổi xong con cầm qua cho mẹ coi được không? Ý là con thử được thôi. Tùy, con ok sợ, con sợ là nó không được. Nó có cái hộp gì đó nữa, mệt mỏi lắm. Khoảnh khắc đây rồi các bạn ơi. Ủa, phải chị không? Hey, sup bro? Bánh trung thu. Trao đổi mới xài được chị ơi. Ủa vậy hả? Vậy giờ sao? Trao đổi điện khác chứ. Trao đổi điện không sao. Rồi ok ok. Ok rồi đó. Let's get it. Nhưng mà cái này tôi tặng chắc kỳ trước. Hả? Tôi không biết rồi. Cái gì vậy? Hồi nãy mày hẹn 3 giờ mà không thấy làm gì vậy?
Chị bây giờ làm nè, nhưng ba mày lạnh lùng không có nói gì luôn á. Mẹ phải chủ động lên, ba lạnh lùng thì mẹ mới càng ngọt ngào dịu dàng, ba mới hết lạnh lùng chứ. Anh mua kia chị tóc trắng, giờ lộn đồ trong cái thùng rác giùm em đi. Ông tặng quà xong còn biết ghê thật. Anh mua đọc của em. Anh có đọc đâu, anh thấy thôi chứ anh không đọc. Anh mua thấy cái bánh trung thu chưa? Anh thấy, anh có hai cái rồi. Chúc mừng vui vẻ nha. Cảm ơn nhá, xem chứng kiến mọi thứ nhá. Cảm ơn. Ủa, cảm ơn ai vậy? Cảm ơn không khí. Cảm ơn không khí. Cảm ơn không khí nhá. Cảm ơn vậy đó.